Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc động thổ, xây nhà trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó, đây là ngày tốt động thổ. Vậy thì trong cái tháng 4 âm lịch sẽ có những ngày nào tốt để tiến hành công việc động thổ? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái việc động thổ xây nhà ấy thì rất quan trọng, đúng không? Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận thế của ngôi nhà khi mà được xây dựng lên. Thì ngoài cái yếu tố là thiên thời địa lợi, ngoài cái yếu tố là chuẩn bị đầy đủ các vật tư, chuẩn bị đầy đủ những cái công năng, cũng như là gì, chuẩn bị đầy đủ tiền bạc và nhân lực để mà xây nhà, thì một cái điều quan trọng là cái thời điểm để nên động thổ vào tháng nào và lúc nào, đúng không? Để tránh được những cái hung khí do những cái sát tinh mang lại và mang lại cái may mắn đấy, tài lộc cho gia chủ, khiến cho ngôi nhà nó xây dựng lên nó được khang trang, đẹp đẽ, và những người ở trong ngôi nhà đó thì sẽ được vượng khí. Đó. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ sử dụng cái tài liệu là Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày tốt lành nhất để tiến hành công việc động thổ xây nhà cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Thợ thuyền thì bình an, ngôi nhà xây xong thì có được cái cát khí, giúp gia chủ có được cái sự may mắn và hanh thông. Đó. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như quý vị biết ấy, cái tháng 4 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 8 tháng 5 dương lịch đến ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch. Và cái tháng 4 âm lịch này, tháng 4 âm lịch ấy, nó là tháng Kỷ Tỵ, nó là tháng Thiếu, chỉ có 29 ngày. Đó. Và ngày mùng 1 nó là ngày Nhâm, Nhâm Thân. Tiếp theo ấy, thì bao giờ cũng vậy. Để lựa chọn ra một ngày tốt để tiến hành công chuyện động thổ ấy, thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Thì quý vị hãy mở trang 190, trang 190 của quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé, để chúng ta cùng tìm hiểu về những ngày lành tháng tốt và những ngày xấu để chúng ta tránh những ngày xấu, để giúp cho việc động thổ xây nhà nó được thuận lợi, may mắn, thợ thuyền thì được bình an. Đó. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự tìm ra cho mình những ngày lành tháng tốt để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi, hanh thông. Thì ngoài cái chọn về ngày tốt động thổ ấy, còn rất nhiều ngày tốt khác, như là ngày tốt khai trương xuất hành nhập trạch, cũng như là ngày tốt cắt tóc, ngày tốt cạo râu, ngày tốt ăn táng, vân vân. Có rất nhiều các ngày tốt, đúng không ạ? Từ cái chuyện là thi cử đỗ đạt như thế nào đến những ngày tốt mà tiến hành công việc thắp hương thờ cúng ra sao thì đều có hết trong cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho mình những ngày lành tháng tốt. Thưa quý vị, tiếp theo bây giờ chúng ta vào cùng tìm ra về những ngày tốt động thổ trong cái tháng tư âm lịch. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh, đúng không ạ? Thì ngày xấu đầu tiên chúng ta cần phải loại bỏ đó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ nó sẽ rơi vào ngày Mão và ngày Tuất, đúng không ạ? Ngày Mão là sát chủ dương, ngày Tuất là sát chủ âm, đúng không? Cái ngày này là sát chủ. Đấy, ngày Mão thì có hai ngày, mùng 8 là Kỷ Mão và ngày 20 là ngày Tân Mão thì chúng ta không dùng. Tiếp theo ngày Tuất thì cũng là ngày sát chủ, nó là ngày sát chủ âm, đúng không ạ? Sát chủ âm. Thì nó bao gồm có 3 ngày, mùng 3 Giáp Tuất, 15 Bính Tuất và ngày 27 là ngày Mậu Tuất. Thì đây là hai ngày cái sát chủ mà chúng ta cần phải tránh. Tiếp đến một ngày nữa là cái ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa thì cũng là một ngày mà chúng ta cũng cần phải kiêng kỵ trong việc động thổ. Đó chính là những ngày ngọ. Những ngày ngọ thì phạm vào sát chủ mùa. Đó. Nó sẽ có hai ngày, 11 là ngày Nhâm Ngọ và ngày 23 là ngày Giáp Ngọ. Đó. Tiếp đến một ngày thứ ba mà chúng ta cần phải loại bỏ đó là ngày Thiên Địa Chuẩn Sát. Ngày Thiên Địa Chuẩn Sát thì nó sẽ rơi vào ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ, đúng không? Bính Ngọ, Mậu Ngọ thì trong tháng này không có. Đó, hai ngày này trong tháng không có. Tiếp đến chúng ta cần loại bỏ một ngày nữa là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử mà trong cái tháng tư âm lịch ấy, thì nó rơi vào những ngày Tỵ. Những ngày Tỵ nhá. Ngày Tỵ là phạm Thụ Tử. Thụ Tử đây rồi, đúng không ạ? Đấy. Nó sẽ bao gồm có hai ngày mùng 10 là ngày Tân Tỵ và 22 là ngày Quý Tỵ. Tiếp đến một ngày nữa mà chúng ta cần phải kiêng kỵ đó là ngày Dương Công. Ngày Dương Công Kỵ là một ngày mà kiêng kỵ mọi việc động thổ liên quan đất đai, đúng không ạ? Vì vậy mà ngày Dương Công Kỵ trong tháng này thì nó sẽ là ngày mùng 7 nhá. Thì ngày mùng 7 nó sẽ rơi vào ngày mùng 7 là ngày Mậu Dần. Đó, Mậu Dần chúng ta không dùng. Tiếp đến một ngày nữa mà chúng ta cũng cần phải loại bỏ đó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương thì chúng ta sẽ có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27. Thì ngày mùng 3 ấy, thì nó sẽ rơi vào ngày Giáp Tuất. Ngày mùng 7 nó sẽ rơi vào ngày Mậu Dần trùng với ngày Dương Công, đúng không ạ? Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày Giáp Thân. Ngày 18 nó là ngày Kỷ Sửu. Ngày 22 thì nó sẽ rơi vào ngày Quý Tỵ. Cuối cùng là ngày 27 thì nó là ngày Giáp Tuất. Ngày Mậu Tuất và ngày Giáp Tuất thì nó trùng với ngày sát chủ nhé. Đó. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó là ngày Nguyệt Kiến. Thì tháng 4 Kiến Tỵ, đúng không ạ?
thì cái ngày có trực kiến này, quý vị cũng cần phải lưu ý này. Nhưng mà ngày này đã phạm tự tử nhé, là chúng ta không dùng. Đó. À, tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý. À, cái ngày này thì chỉ nên là gì? Phá nhà và chặt cây, đốn củi hoặc là đào ao. Chứ còn quý vị không nên sử dụng vào những việc khác nhé. Thì đó chính là ngày gì? Nguyệt phá. Thì tháng này tị đúng không ạ? Tị hợi là tương xung. Vậy nên những ngày hợi sẽ là ngày nguyệt phá. Nó sẽ bao gồm có 3 ngày. Đúng không ạ? Mùng 4 là ngày ất hợi. Đúng không? 16 là đinh hợi và ngày 28 là ngày kỷ hợi. Đó là những ngày nguyệt phá. À, tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ, đó là ngày gì? Ngày thổ phủ. Ngày thổ phủ thì nó là những ngày tị nhé. Ngày tị, như vậy ngày tị cũng khá là xấu. À, một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý, đó là ngày trực bình. Trực bình là những ngày thân, thì quý vị cũng cần phải lưu tâm. Nếu mà có không có sát tinh thì quý vị vẫn có thể dùng được đấy. Mà có nhiều cái cát tinh thì quý vị dùng được nhé. À, tiếp đến ngày trực thâu là những ngày dần, thì quý vị cũng cần phải lưu ý này. Đấy, từ thông dẫn đánh dấu vào đây, nếu mà có cát tinh thì chúng ta dùng, còn không thì thôi. À, tiếp đến là ngày trực bế là ngày thìn nhé, ngày trực bế là ngày thìn này, ngày kiếp sát là ngày dần này, à, tai sát là ngày mão và nguyệt sát là ngày thìn, đúng không ạ? Như vậy là ngày kiếp sát là ngày dần này, tai sát là ngày mão này và nguyệt sát là ngày thìn, đó. Thì ba ngày kiếp sát, tai sát, nguyệt sát thì nó cũng là một trong những ngày gọi là ngày gì? Ngày này nó là một cái ngày, một cái tiểu hung tinh, nó cũng không đáng ngại lắm. Nếu mà chúng ta mà chọn được cái giờ tốt, ngày tốt thì chúng ta vẫn có thể hóa giải được nhé. À, tiếp đến một ngày nữa là cái ngày nguyệt hình. Nguyệt hình thì tị thân ở hình nhau, nhưng nó cũng là hợp, vậy nên là chúng ta vẫn có thể dùng được. À, một ngày nữa là ngày nguyệt yểm. Nguyệt yểm là những ngày mùi. Đấy, ngày mùi thì có nguyệt yểm này. Nguyệt yểm thì quý vị nên tránh nhé. Nếu mà chọn được những cái cát tinh như là có thì có tam thời, bát tiết, tam cát lục tú thì quý vị vẫn có thể dùng được. Đó. Trong cái việc xem ngày thì nó không chỉ đơn giản là mình loại những hung tinh, mà chúng ta còn xét xem đó là những cát tinh gì và những cát tinh nào nó có thể loại bỏ được hung tinh đấy. Chính vì vậy mà cái việc xem ngày cho gia chủ ấy, mà tử thông xem ấy cũng xem rất là cẩn thận chi tiết đấy. À, xem đến tam kỷ bát tiết tam cát lục tú đấy, và gì, xem nó có lộc mã quý nhân ở đâu không để chúng ta cùng tính toán và chúng ta đưa vào, chứ không chỉ đơn giản là những cái ngày xấu. Đôi khi ngày xấu với người này nhưng lại tốt với người kia, đúng không ạ? Vì vậy mà các cụ vẫn câu được gì, ngày tốt của Lưu Bang thì là ngày tàn của Hạng Vũ đấy, quý vị nhớ nhé. Đấy, tốt của người này nhưng lại là xấu của người kia đó. À, tiếp theo là chúng ta cần phải loại bỏ một ngày nữa, đó là ngày Thiên Sứ. Ngày Thiên Sứ là ngày Ngọ này, thì nó trùng sát trùng mùa, trùng với lại ngày gì, trùng với sát trùng mùa nhé. À, tiếp theo ngày Đại Thời thì nó là ngày Thìn. Ngày Thìn lại có Đại Thời này, Đại Thời, đúng không? Tiếp đến một ngày nữa là ngày Tứ Phế. Tứ Phế là ngày Bính Thân. Ngày Bính Thân là ngày 25, như vậy là ngày 25 Bính Thân chúng ta loại bỏ nhé. À, tiếp theo một ngày nữa là ngày Ngũ Mộ. Ngày Ngũ Mộ thì nó sẽ là ngày Bính Tuất. Ngày Bính Tuất là ngày 15 thì trùng với ngày gì, trùng với sát chủ đó. Tiếp theo ngày Thổ Phù là ngày Dần. Đó, ngày Dần là có Thổ Phù. Đó. Tiếp theo một ngày nữa là ngày Địa Nang. Ngày Địa Nang thì nó sẽ là ngày Kỷ Mão và ngày Kỷ Mão và ngày Kỷ Sửu. Kỷ Mão và Kỷ Sửu thì Kỷ Mão là ngày 18 trùng ngày sát chủ. Kỷ Sửu trong tháng này thì nó ngày 18 trùng ngày Tam Nương. Đó. Một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý, đó là sau ngày Thổ Vương Dụng Sự, thì sau ngày Thổ Vương Dụng Sự nó chính là ngày Thổ Phù ấy, thì quý vị cần lưu ý nhé. Đó. Đó là 25 cái hung tinh mà chúng ta phải cần phải tính, cần phải xét, cần phải chú ý khi mà chúng ta chọn ra những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nội thổ. Và sau khi đã loại bỏ những cái hung tinh này đi thì chúng ta sẽ dựa vào những cát tinh, đúng không ạ? Thì trong cái quyển sách ngày tốt toàn thư này, chúng ta sẽ có 36 tiêu chí để chọn ra một ngày tốt, đúng không ạ? Sau khi loại bỏ 25 hung tinh thì chúng ta sẽ còn cái 11 cái cát tinh để gì? Nó tốt cho việc động thổ xây nhà. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải lưu ý, nếu chọn được những cái cát tinh tốt thì chúng ta sẽ giúp cho việc xây dựng nó được thuận lợi hanh thông hơn. Thì cái cát tinh đầu tiên nó sẽ là cái ngày Thiên Nguyện. Ngày Thiên Nguyện thì là ngày Bính Thân nhá. Ngày Bính Thân là có Thiên Nguyện này. Thiên Nguyện thì nó cũng là ngày tốt đấy. Nhưng mà gì? Cái ngày Bính Thân này nó lại bị phạm ngày. Ngày Bính Thân này thì nó bị phạm vào cái ngày Tứ Phế rồi, đâm ra là một cái cát tinh nữa vẫn chưa hóa giải được. Chúng ta còn xét thêm. Tiếp đến chúng ta xét đến ngày có Thiên Đức. Ngày có Thiên Đức, Thiên Đức thì nó là những ngày tân. Ngày tân thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Ngày tân chúng ta có ngày mùng 10 là Tân Tị và ngày 20 là ngày Tân Mão, đúng không? Tháng này không có ngày 30 thì không ngày nào dùng được. Tiếp đến là ngày Thiên Đức Hợp thì nó là ngày Bính. Thiên Đức Hợp là ngày Bính. Ngày Bính thì chúng ta sẽ có ngày mùng 5 là Bính Tý này, đúng không? Ngày mùng 5 Bính Tý, ngày 15 là Bính Dần và ngày 25 là ngày Bính Thân, đúng không? Như vậy ngày Bính Thân là ngày Thiên Đức nhé. Thiên Đức nó cũng khá là tốt. Đấy, Thiên Đức thì tốt mọi việc, quý vị có thể dùng được nhé. Còn Thiên Nguyện thì tốt đấy. Vị trí là cái ngày Bính Thân này, quý vị xem xét nhé. Nếu mà những người tuổi Tý, tuổi Thìn hoặc tuổi Tý thì có dùng được, hoặc là tuổi Tỵ cũng thể dùng được ngày này, cũng sẽ được gì, được tam hợp.
nó sẽ giúp đỡ và lục hợp nó tương trợ, vậy nên là vẫn có thể dùng được. Còn ngày mùng 5 ấy, chúng ta chưa loại bỏ ra đúng không ạ? Còn ngày Nguyệt Kỵ là mùng 5, 14, 23 thì ngày mùng 5 là ngày Bính Tý này. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày Ất Dậu và ngày 23. 23 thì nó là ngày Giáp Ngọ đó. Thì chúng ta loại bỏ. Như vậy là gì? Trong những ngày Bính thì chúng ta cũng không chọn được ngày nào. Không chọn được ngày nào nhé. À, tiếp đến chúng ta chọn đến ngày có Nguyệt Đức thì là ngày Canh. Nguyệt Đức là ngày Canh. Ngày Canh thì chúng ta có ngày 29 Canh Tý, 19 Canh Dần và ngày mùng 9 là Canh Thìn đúng không ạ? Ngày Canh Thìn thì cũng lại có đại thời có Nguyệt Sát. Bây giờ chúng ta cần lưu ý cái này, cái ngày mùng 9 này, chúng ta xét sau này. Như vậy chúng ta có hai ngày tốt đầu tiên là ngày 19. 19 là ngày Canh Dần. Là ngày tốt đầu tiên, đúng không ạ? Và ngày tiếp theo là ngày 29 là ngày Canh Tý. 29 là ngày Canh Tý. Đó. Đây là hai cái sao tốt đầu tiên ngày Canh đúng không ạ? Ngày Canh nó có Nguyệt Đức. Nguyệt Đức rất là tốt cho việc động thổ, nó tốt mọi việc luôn ấy, quý vị nhé. À, tiếp đến chúng ta xét đến Nguyệt Đức Hợp. Nguyệt Đức Hợp thì nó sẽ là những ngày Ất. Ngày Ất thì trong tháng này chúng ta sẽ có ngày sau. Ngày 24 là ngày Ất Mùi này. Ngày 14 là ngày Ất Dậu và ngày mùng 4 là ngày Ất Hợi. Như vậy là gì? Tất cả những ngày này đều là ngày xấu, chỉ có ngày Ất Mùi là chúng ta xem xét, nếu mà có nhiều cát tinh thì chúng ta vẫn dùng được, tại vì nó có nguyệt yểm đúng không? Nguyệt yểm. À, tiếp theo chúng ta xét ngày tứ tướng. Ngày tứ tướng là ngày Mậu và ngày Kỷ. Ngày Mậu thì chúng ta sẽ có những ngày nào? Ngày mậu chúng ta có 27 là mậu tuất đúng không ạ, 17 là mậu tý và ngày mùng 7 là ngày Mậu Dần. Thì ngày mùng 7 và ngày 27 thì phạm ngày tam lương. Như vậy chúng ta chỉ có ngày 17 là ngày Mậu Tý. 17 này là Mậu Tý. Mậu Tý thì quý vị dùng được nhá. Đó, Mậu Tý quý vị dùng được. Đó. Tất cả đây là ngày âm lịch hết nhá, quý vị nhá. Tất cả là ngày âm lịch hết. Đó. À, tiếp theo chúng ta xét đến ngày Kỷ. Ngày Kỷ thì chúng ta có ngày 18 này, Kỷ Sửu, mùng 8 và ngày Kỷ Mão và ngày 28. 28 là ngày Kỷ Hợi thì đều là những ngày xấu chúng ta không dùng được. Tiếp đến chúng ta chọn đến ngày Thời Đức. Ngày Thời Đức nó là ngày Thìn, đúng không? Ngày Thời Đức là ngày Thìn. À, như vậy là gì? Trong cái ngày Thìn ấy thì mặc dù nó là ngày đại thời có Nguyệt Sát, nhưng mà nó lại có Thời Đức, lại có Thời Đức. Và ngày mùng 9 Canh Thìn. Mùng 9 Canh Thìn thì nói chung ấy nó sẽ có gì? Có thêm Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp nữa. Đấy, có thêm Nguyệt Đức nữa. Đó là nó là ngày tốt nhá. Như vậy nhá. Trong hai ngày Thìn này thì chúng ta sẽ dùng được ngày mùng 9 là Canh Thìn nhá. Mùng 9 này Canh Thìn này. Đó. Còn cái ngày 25 là ngày Bính Thân cũng là ngày khá tốt nhá. Quý vị nếu mà chọn được hợp hướng, hợp tuổi thì quý vị có thể chọn là ngày này. Đó. À, tiếp theo chúng ta xét đến ngày Tam Hợp. Ngày Tam Hợp thì có ngày Dậu. Ngày Dậu và ngày Sửu đúng không ạ? Dậu và Sửu thì Dậu là chúng ta còn ngày 26. 26 là ngày Đinh Dậu. Và ngày Sửu thì có ngày mùng 6. Ngày mùng 6 là ngày Đinh Sửu. Đó. À, tiếp đến chúng ta chọn một ngày nữa. Đó là ngày có Tam Hợp này. Sau đó đến ngày Trực Khai. Ngày Trực Khai nó là ngày Mão. Thì ngày Mão phạm ngày sát chủ rồi đúng không? Còn một ngày nữa là ngày Lục Hợp. Ngày Lục Hợp thì chúng ta có Tị Thân Lục Hợp. Như vậy là gì? Tử Thông vẫn khuyến khích quý vị nhé. Cái ngày 25 quý vị dùng được. 25 dùng rất là tốt. Đó, như vậy là chúng ta có thêm ngày 25 nhé. Tử Thông ghi về nhé. 25 là ngày Bính Thân. Ngày Bính Thân nó cũng có rất nhiều cái sao tốt, nên là quý vị có thể chọn được nhá. Mặc dù nó có Thời Đức và có gì Thiên Nguyện ấy, rất là tốt. Đó. Như vậy là gì? Trong cái tháng tư âm lịch thì chúng ta sẽ có rất nhiều ngày tốt. Đấy, chúng ta có tận đến 7 ngày tốt nhá, 7 ngày tốt. Có đến 7 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc động thổ cho được thuận lợi và may mắn. Đó. Tất cả những ngày tốt trong cái tháng tư âm lịch bao gồm những ngày sau này. Đầu tiên là ngày 19 là ngày Canh Dần, ngày tốt thứ hai là ngày 29 là ngày Canh Tý. Ngày tốt thứ ba là ngày 17 là ngày Mậu Tý. Ngày tốt thứ tư là ngày mùng 9 là ngày Canh Thìn. Ngày tốt thứ năm là ngày 26 là ngày Đinh Dậu. Ngày tốt thứ sáu là ngày mùng 6 là ngày Đinh Sửu. Ngày tốt thứ bảy là ngày 25 là ngày Bính Thân. Đó. Thì đó là 7 cái ngày tốt mà quý vị cần phải lưu ý đấy để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Thì bên cạnh đó có ngày tốt thứ 8 là ngày Ất Mùi. Ngày Ất Mùi thì tùy tuổi nhé, không phải tuổi nào cũng dùng được nhé. À, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để tư vấn kỹ hơn về cái chọn ngày tốt này. À, thưa quý vị,
Như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng các tài liệu ngày tốt tuần thư để chọn ra cho quý vị những ngày giờ tốt, ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc động thổ. Thì quý vị cũng có thể tham khảo thêm ở trang 127 để chúng ta chọn ra những giờ tốt, để tự mình chọn ra những giờ tốt. Cách chọn rất dễ, đó, chỉ có cắt tinh và hung tinh thôi, đã được thiết lập theo cái bảng như này để cho quý vị dễ dàng mà lựa chọn. Quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư để chọn cho mình những ngày giờ tốt, khiến cho mọi việc được thuận lợi như ý và giúp chúng ta chủ động hơn trong cái việc chọn ra ngày lành tháng tốt. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại nhé, 0989349119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư tự xem ngày giờ tốt cho mình. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc động thổ trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.